Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Thảo Nguyên, Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Tại Florida ngày hôm nay, loại siêu vi khuẩn COVID-19 xuất hiện. Siêu vi khuẩn này cách đây vài tuần lễ chúng tôi đã đề cập nổi trội ở Ấn Độ. Tuy nhiên, bệnh thì có, nhưng mà cái kết quả, cái hậu quả, số người chết tăng cao thì không thấy báo cáo. Đa số những người này có thể là họ có bắt đầu có cái hệ thống miễn nhiễm tốt rồi. Quý vị nhìn thấy đó, với tên và biệt hiệu đặc biệt dành cho COVID-19 này là XBB.1.16. Thế nhưng tên tiếng Anh thì họ gọi nó là Arcturus. Arcturus đã xuất hiện ở Ấn Độ. Và báo cáo mới nhất ngày hôm nay từ cơ quan y tế ở Florida đã chính thức được thông báo đang lây lan khá mạnh ở tiểu bang Florida. Chúng tôi đã từng nói cách đây vài tuần lễ rồi, người Ấn Độ sống ở Mỹ rất là đông, cộng đồng Ấn Độ khắp nơi hết á, tiểu bang nào cũng có cả, từ New York tới California và Florida. Và vì thế họ đi đi về về rồi sinh hoạt chắc chắn là sẽ lây lan cái dịch cúm COVID-19 mới. Thế nhưng các bác sĩ họ nói rằng có một triệu chứng gọi là tiềm ẩn rất là kỳ lạ. Đó là viêm kết mạc. Cặp mắt, mắt nó ửng đỏ luôn như là có cái hạt máu trong mắt vậy đó. Và vì thế họ nói rằng do nó nổi lên ở con mắt đó. Họ nói rằng cái loại siêu vi khuẩn COVID-19 mới này là biến thể mới này đó. Nó lây rất là nhanh. Tuy nhiên cho đến giờ phút này đó, đa phần những người bị nhiễm đó, họ nói bị ngứa mắt. Cái vị mắt ửng đỏ và ngứa. Thì tới thăm khám thì đa phần là được cho thuốc nhỏ mắt. Rồi lẽ đương nhiên là nên cách ly. Tuy nhiên từ cái triệu chứng mà ngứa mắt như thế này đó, thì một cái điều may mắn đó, là các nạn nhân, các bệnh nhân không bị viêm kết mạc, mắt không có việc viêm tấy lên rồi gây ảnh hưởng đến thị giác, bị ngứa thế thôi. Rồi sau đó có những người họ đã thoát, hay là sau khi đã cách ly ở nhà. Bên cạnh đó ho, cảm lạnh khác hẳn với các đợt nhiễm cúm COVID-19 trước đây. Là lần này đó, trẻ em, người già và những người bị đó, khi mà vào, mắt bị ửng đỏ và ngứa. Đó là một cái sự khác biệt. Các bác sĩ họ cũng chưa có giải thích được cái tình trạng hiện nay, như một những cái hình được mô phỏng về cái tình trạng hiện nay đó, thưa quý vị. Mắt đỏ là thấy rõ rồi, cho nên quý vị ra đường nên rất cẩn thận. Rồi họ nói chớ nên, đây là cái chuyện mà giữ gìn vệ sinh đó. Thứ nhất đó, tay rửa thường xuyên, không nên đưa vào mũi, vào miệng và gãi mắt, cho dù có cái gì ngứa đó. Thường thường mình lấy cái khăn, mình nghĩa là làm nhẹ nhẹ lên để mà tránh bị ngứa ngáy, thì đó là cái chuyện tốt nhất. Nghĩa là dùng một cái vật khác, khăn hay là giấy, sạch sẽ vệ sinh, thì cái đó là chỉ là một cái hình thức để phòng ngừa thế thôi. Thì nếu như quý vị bị thì biết có thể là mình đã bị nhiễm cái loại biến thể mới. Thì hôm nay từ Florida họ báo cáo số người đã gia tăng. Nhưng mà xong thì không thấy có trường hợp bị nặng phải vô bệnh viện cấp cứu hoặc là tử vong. Thì họ nói do số người tăng thôi. Thì cũng hy vọng biến thể mới này có nhiễm. Nhưng mà cái nhiễm nó không còn ghê gớm như cái đợt đầu tiên Delta, Alpha, v.v.
Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua đó, cùng một lúc hai cái đài đối thủ Fox News và CNN đã sa thải hai người xướng ngôn viên mà nổi trội nhất của đài. Fox News đã sa thải ông Tucker Carlson, thưa quý vị, và CNN thì sa thải ông Don Lemon. Và cả hai đều bị sa thải một cách bất ngờ. Thì chúng tôi sẽ tường trình về từng đài một, đầu tiên nói về Fox News, thưa quý vị. Thì thật sự ra đó, ông Tucker Carlson, ông đã biết vào hôm thứ Sáu rồi. Tại vì thứ Sáu là cái buổi phát sóng cái chương trình Tucker Carlson Show cuối cùng của ông. Rồi sau đó đó, ông đã có một cuộc họp với hai chief executives của đài Fox News, nhận được cái thông báo thứ nhất là họ cancel cái show này của ổng, và vào ngày thứ hai là ngày hôm qua đó, đầu cái tuần mới, họ sẽ chính thức thông báo về cái chuyện là ổng sẽ chia tay với đài. Cho nên thật sự ông cũng không có bất ngờ lắm, lỡ, tức là sau cái chương trình cuối cùng ổng vẫn nói là hẹn gặp đúng lại rồi, quý vị hôm thứ hai. Dạ vâng, đúng là như vậy. Ông không có cái bài mà không chia tay. Dạ vâng. Thường chia tay. Đúng rồi. Thường những người mà host của những cái chương trình mà lâu năm đó là khi mà họ giống như nghỉ việc một cách mà bình thường thì họ sẽ có một cái bài chia tay với khán giả. Thì cái thông báo mà ông bị sa thải này, thưa quý vị, đến đúng một tuần sau khi Fox News phải đền một cái số tiền là hơn 700 triệu cho cái đơn kiện với Dominion. Thì cái lý do vì sao, thưa quý vị, thì tụ chung lại cũng liên quan đến những vấn đề pháp lý và tiền bạc. Kể từ sau cái cuộc bầu cử tổng thống 2020 đó, quý vị thấy là Tucker Carlson là một cái nhân tố quan trọng, cũng như là một, và đài Fox News là cái đài mà liên tục đưa ra những cái thuyết âm mưu về cái cuộc bầu cử tổng thống, và sau đó đó thì bắt đầu họ đưa ra những cái thuyết âm mưu về cái tính hiệu quả của COVID vaccine, và bắt đầu họ ông Tucker Carlson đó thì ông cứ đưa về những cái thuyết mà Make America Great Again, luận điểm chủ nghĩa da trắng thượng đẳng đó, thưa quý vị. Tuy nhiên chính nhờ những cái đưa ra những cái vấn đề gây tranh cãi như vậy, nhưng mà đài Fox News đó kéo về một lượng khán giả, và riêng bản thân ông đó thì có một cái lượng khán giả lên đến mấy triệu người trung thành với cái đài này. Và ông là cái nhân vật truyền thông mà có sức ảnh hưởng nhất trong đảng Cộng Hòa từ năm 2020 cho đến bây giờ. Tuy vậy, khi mà bắt đầu những cái bằng chứng cho thấy là những cái thuyết âm mưu của đài Fox News và Tucker Carlson bị đưa ra ánh sáng, và đùng một phát là cái đơn kiện với lại Dominion đó, thì chúng ta thấy là một loạt các quảng cáo đó đều rút ra khỏi đài Fox News, mà đặc biệt là cái show của Tucker Carlson. Thì khi mà túi tiền bị ảnh hưởng, là đương nhiên mặc dù có sức ảnh hưởng gì đây nữa, thì bắt đầu đài Fox News họ phải tính toán đến cái chuyện là ông này đó, ông Tucker Carlson bây giờ đó, ổng đang là một cái nhân tố có thể khiến cho đài bị thư kiện quá nhiều. Cái chuyện Dominion không nói đã giải quyết xong là bị mất một số tiền rất là lớn. Chưa kể bây giờ đó, ông Tucker Carlson là một cái nhân vật trung tâm trong một cái đơn kiện khác nữa liên quan đến bà, một người là cựu producer của đài Fox News, thưa quý vị, đó là bà Abby Grossberg. Bà này đó, bà kiện đài Fox News nói chung, và nhưng mà nhân vật trung tâm là Tucker Carlson, bởi vì bà nói là trong suốt quãng thời gian làm việc ở đây đó, bà đã phải chịu cái văn hóa kỳ thị giới tính, rồi kỳ thị đến từ Tucker Carlson, và kể cả những cái lời bông đùa hay là những cái câu nói mà có cái tính chất quấy rối tình dục ở trong này. Và bà này bảo đó, đúng rồi, dạ vâng. Thì mà bà nói ông này đó là người khởi xướng ra, như bởi vì là cái giống như là người mà kiếm tiền nhiều nhất ở trong đài, cho nên ý là ổng làm mưa làm gió ở trong này. Ổng như vậy cho nên tất cả những nhân viên nam ở trong cái show này đó đều giống như đối xử với các đồng nghiệp nữ khác một cách như vậy. Cho và những cái gì bà đưa ra đó là email và text message thì không thể chối cãi được, thưa quý vị. Cho nên bây giờ đài Fox News họ sợ quá, họ phải giống như là đẩy ông này đi ngay lập tức. Đúng vậy. Thưa quý vị, Abby Goldberg đến sáng nay đó, họ mới báo cho biết nguyên nhân chính đó. Cái vụ Dominion là xong rồi, đã trả tiền rồi. Fox News tiếp tục đương đầu với các vụ kiện đó, mà trong số này bà Goldberg bà nói rằng chính Tucker Carlson và Fox News
tham gia vào để thành lập ra một hoàn cảnh, một cái điều kiện làm việc toxic, điều kiện làm việc vô cùng tệ hại. Và đó là lý do những người phụ nữ làm việc trong văn phòng luôn luôn bị nghe những cái lời gièm pha, rồi nghĩa là chọc ghẹo một cách kinh tởm, hoặc là khen cô gái này có mông hoặc là có ngực, đại loại là như thế. Những cái ngôn từ đó mà chính bà đã nghe, và kể cả các nhân viên nữ khác cũng phải chịu đựng. Và đó là lý do sau khi mà nhân viên của Fox News mà nghe Tucker Carlson bị sa thải như vậy đó, họ đã vỗ tay ăn mừng ngày hôm qua rất lớn. Chúng tôi tiếp tục với phần tin tức thời sự thế giới ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị theo dõi.